Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái tháng sinh tốt nhất dành cho các bạn. Các bạn sinh tháng nào thì sẽ thu hút được cái tài lộc, thu hút được may mắn và thu hút được cái thành công đến với mình. Thưa quý vị, như quý vị đã biết ý, con người chúng ta được sinh ra sẽ bao gồm 4 thành phần đó, mà người ta vẫn gọi là gì? Là tứ trụ hay là bát tự, đúng không ạ? Bao gồm gì? Năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh. Đúng không? Những yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành cái lá số tử vi hay là cái lá số bát tự, và cái thành cách cục, cách mệnh khác nhau, và nó có tỷ lệ ứng vào cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Tuy vậy thì khi xem tử vi và bát tự sẽ rất là khó và cần phải có một cái học thuật nó cực kỳ uyên thâm, mà không phải là ai cũng xem được. Và để đơn giản hơn thì chúng ta có thể xem cái vận mệnh của chúng ta qua tháng sinh âm lịch. Bởi mỗi con giáp thì chúng ta đều có những cái tháng sinh tốt xấu khác nhau, nó giúp cho cuộc đời của chúng ta có những cái thuận lợi cũng như là kèm theo những cái khó khăn khác nhau. Vậy những cái kiến thức này cũng sẽ rất bổ ích cho những ai mà đang có ý định sinh con trong thời gian tới, thì nó sẽ rất là thiết thực cho các bạn đó. Và làm thế nào để chúng ta có thể căn cứ dựa vào đâu để chúng ta có thể xét được cái tháng sinh nào là tốt với mình, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dựa vào âm dương ngũ hành và dựa vào cái mùa sinh, tức là từng tháng sinh ấy, để chúng ta gì luận đoán, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta cùng xét về cái ngũ hành, đúng không ạ? Ngũ hành thì quý vị đã biết ấy, ngũ hành sẽ có 5 hành, đúng không ạ? Kim, thủy, mộc, hỏa và thổ, đúng không ạ? Chúng ta có ngũ hành tương sinh và ngũ hành tương khắc. Từ ngũ hành tương sinh và tương khắc thì chúng ta sẽ có những cái gì, cái lựa chọn khác nhau, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta có quy luật ngũ hành tương sinh, đúng không ạ? Thì chúng ta có này, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ lại sinh kim, đúng không ạ? Và quy luật tương khắc chúng ta có gì? Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa lại khắc kim, đúng không ạ? Thì để dựa vào cái tháng sinh ấy, tháng sinh nào tốt, tháng sinh nào xấu, thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Cái vượng tướng hưu tù, đúng không? Vượng tướng hưu tù của cái tháng sinh, đúng không? Dựa vào cái sự vượng tướng hưu tù của tháng sinh để chúng ta xét xem là người đó sinh vào tháng nào thì tốt. Đấy. Nếu mà được vào sinh vào tháng gì? Được vượng và tướng thì nó sẽ là tốt, đúng không ạ? Còn khi mà sinh vào hưu tù tử thì nó không tốt. Hưu tù tử thì nó không được tốt, đúng không ạ? Thưa quý vị, theo phiên âm tiếng Hán thì cái vượng ấy, vượng đây là chính là gì? Chính là đế vượng, là chủ về cái sự thịnh vượng đấy. Còn kém hơn một chút so với vượng thì là nó là gì? Nó là tướng đấy. Tướng tức là gì? Nó là kém một chút so với vượng, đúng không ạ? Và nó là gì? Nó cũng là vượng vừa, nó cũng là khá tốt, đúng không ạ? Còn hưu ấy, hưu chính là cái giai đoạn nghỉ ngơi về hưu đấy, chủ về sự suy giảm, sự về nghỉ ngơi về hưu đấy, đúng không ạ? Còn tù ấy, tù chính là sự giam cầm, sự hạn chế, đúng không? Còn tiếp theo là tử ấy, tử là đất chết, là gì? Là không được tái sinh, là tử trận, là không được tái sinh, đúng không ạ? Theo cổ nhân ấy, thì vượng tướng hưu tù nó được sử dụng để phân loại cái quá trình tăng trưởng của con người, để dựa vào cái đó để chúng ta phân biệt được cái quá trình sinh trưởng của ngũ hành, đúng không ạ? Là nó tốt xấu từ cấp độ gì, tốt đến xấu dần, đúng không ạ? Và dựa vào cái quy luật vận hành đó thì chúng ta sẽ biết được cái trạng thái của mình khi nào vượng, đúng không ạ? Trạng thái của mình khi nào vào tướng, và trạng thái của mình khi nào vào hưu, và khi nào vào tù, và khi nào vào tử. Đấy. Thì trong một năm ấy, thì tùy theo từng người, thì mỗi người có những cái vượng tướng hưu tù khác nhau. Thì có những người cứ vào mùa xuân thì làm ăn được, cứ vào tháng 1, tháng 2 thì làm ăn được. Nhưng có những người lại vào tháng 3, tháng 4 thì làm ăn được, đúng không ạ? Có những người vào tháng 7, tháng 8 thì làm ăn được. Có những người vào tháng 10, tháng 11 thì làm ăn được, đúng không ạ? Nhưng có những người vào tháng 3, 6, 9, 12 thì mới làm ăn được. Đó. Vậy nên là chúng ta sẽ dựa vào cái vượng tướng hưu tù để chúng ta xét đấy, để chúng ta xét xem là mình là sinh vào được vượng tướng hưu tù hay là tử. Nó rơi vào đất nào đó? Đất vượng là tốt, đất tướng là tốt, đúng không? Hưu là gì? Là nó cũng hơi xấu rồi, đúng không? Còn tù và tử thì chắc chắn là nó xấu. Vậy nên là gì? Chúng ta sẽ phải xét đấy, được nếu mà được vào cái đất vượng, nếu mà được rơi vào đất vượng và tướng thì sẽ rất là tốt. Thì làm thế nào để chúng ta biết được chúng ta sinh vào cái vượng tướng hưu tù hay là tử, đúng không ạ? Thì cái đó chúng ta lại căn cứ vào cái mùa sinh và tháng sinh, đúng không ạ? Mùa sinh và tháng sinh thì dựa vào mùa sinh và tháng sinh, chúng ta sử dụng cái âm dương ngũ hành, cái ngũ hành của chúng ta. Đấy, sau đó so sánh với cái tháng sinh. Nếu mà được vào cái mùa sinh ấy, nếu được vào mùa sinh thì là tốt, nếu bị phạm lỡ mùa sinh thì nó là xấu, đúng không ạ? Và trong tháng và chúng ta xét theo tháng ấy, thì tháng chúng ta sẽ có 12 tháng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì tháng 1, tháng 2 thì nó là gì? Nó là tiết khí mùa xuân. Đấy, mùa xuân thì ngũ hành thuộc mộc, đúng không ạ? Tháng 4, tháng 5 thì là tiết khí mùa hạ, nó là ngũ hành thuộc hỏa. Tiết khí tháng 7, tháng 8
thì nó là mùa thu, là ngũ hành thuộc kim. Đúng không? Tháng 10, tháng 11 thì là mùa đông, ngũ hành thuộc thủy. Và chúng ta có 4 tháng tứ mộ, tức là tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 thì nó là tháng tứ mộ có ngũ hành thuộc thổ. Đấy. Thì dựa vào cái quy luật của năm sinh của chúng ta ấy, thì dựa vào cái ngũ hành, dựa vào cái ngũ hành của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta xét theo cái ngũ hành của từng mùa. Nếu mà được sinh vượng được, nếu mà được vượng tướng thì là tốt, hư tù tử thì là xấu, đúng không ạ? Và vượng ấy, vượng là gì? Vượng nó là gì? Có ngũ hành tí hòa, tức là chúng ta có ngũ hành tí hòa với mùa thì là được vượng, đúng không ạ? Nếu mà được tướng ấy, tướng tức là gì? Chúng ta được ngũ hành của tháng, ngũ hành của mùa sinh cho chúng ta, đúng không ạ? Còn hư là gì? Hư là chúng ta gì? Sinh xuất, đúng không ạ? Vị tôi mệnh kim. Tôi mệnh kim, đúng không ạ? Tôi sinh ra thủy. Thì lúc này thủy vượng thì kim sẽ bị gì? Sẽ bị nhược. Và gì? Nó sẽ ở trạng thái hư. Trạng thái hư, đúng không ạ? Và trạng thái tù là gì? Khi mà gì? Vị tôi là kim thì tôi khắc mộc, đúng không ạ? Nhưng mà thủy sinh mộc. Ví dụ như là thủy đang vượng, đúng không ạ? Thì tôi là thổ, đúng không ạ? Thổ khắc thủy thì là gì? Thì là sẽ bị, vì là thủy vượng nên thổ sẽ bị gì? Thổ sẽ bị hư, bị tù, đúng không ạ? Bị hư, bị tù. Còn khi vào đất tử ấy thì là gì? Thủy đang vượng, đúng không ạ? Thì khi gặp hỏa thì thủy vượng thì hỏa, hỏa thì hỏa sẽ bị khắc, đúng không? Và hỏa bị khắc thì sẽ lâm vào đất tử đó. Thì với cái quy luật như vậy ấy, thì quý vị hiểu chưa? Tôi giải thích lại một lần nữa. À quý vị ạ, tôi sẽ giải thích một lần nữa này. Khi mà rơi vào đất vượng tức là gì? Chúng ta tỉ hòa, tức là gì? Ví dụ như mùa xuân chẳng hạn thì mộc nó vượng, đúng không ạ? Ví dụ một mùa xuân thì mộc nó vượng, đúng không ạ? Mộc nó vượng, mộc nó rơi vào đất vượng, đúng không ạ? Và gì? Khi mà mộc của vượng ấy thì mộc mà sinh cho hỏa, đúng không ạ? Thì hỏa sẽ là trạng thái gì? Thì trạng thái được sinh, đúng không ạ? Được sinh thì nó là tướng, đúng không ạ? Và khi hỏa mộc nó vượng rồi ấy, thì những sinh mộc, đúng không? Sinh mộc thì là gì? Là thủy, đúng không ạ? Thủy sinh mộc thì mộc sẽ thì thủy sẽ là trạng thái gì? Trạng thái hư, đúng không ạ? Và gì? Ở tù thì gì? Vì mộc vượng, đúng không ạ? Mộc vượng mà kim lại khắc mộc. Vậy nên kim sẽ ở đất tù, đấy, kim đất tù, đúng không ạ? Còn mộc vượng, đúng không ạ? Thì thổ, đúng không ạ? Thổ sẽ bị nhược. Tức là gì? Mộc khắc thổ đó thì lúc đấy thổ sẽ đất tử. Đó, nó là như vậy đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xét chi tiết từng ngũ hành từng tháng nhé. Từng ngũ hành từng tháng để biết là xem là chúng ta, trong mệnh của chúng ta thì chúng ta sinh vào tháng nào, năm nào và thì là tốt. Tất cả các ngày sinh đây, tất cả các tháng sinh đây chúng ta tính theo tháng sinh âm lịch hết nhé. Tháng sinh âm lịch, thì mới có mùa. Đúng không ạ? Có mùa và có ngũ hành. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta còn xét đầu tiên là với người mệnh kim, đúng không ạ? Đầu tiên với người mệnh kim. Thì người mệnh kim nếu mà sinh vào cái tháng mùa xuân ấy, mùa xuân tức là tháng 1, tháng 2 đúng không ạ? Mùa xuân thì mộc vượng, đúng không ạ? Mộc vượng thì nó vượng mộc, đúng không ạ? Nếu mà mùa xuân kim lại gì? Những người mệnh kim mà sinh vào mùa xuân ấy thì bị gì? Lâm vào đất gì? Đất tù, đúng không ạ? Lâm vào đất tù tức là gì? Kim khắc mộc mà mộc đang vượng. Mình nó đang vượng mà mình lại khắc nó thì là gì? Mình bị tù túng, đúng không ạ? Bị tù túng, bị tù đầy. Nó là không tốt, đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Nếu mà những người mệnh kim mà sinh vào tháng 4, tháng 5 tức là sinh vào mà mùa hạ đấy, mùa hạ thì cũng ngoài được thuộc hỏa. Thuộc hỏa thì gì? Kim thì bị hỏa khắc, mà lúc này hỏa đang vượng thì kim vào lâm vào đất tử là xấu nhé. Tiếp theo là kim, đất kim mà sinh vào những người mệnh kim mà sinh vào tháng 7, tháng 8 tức là sinh vào mùa thu đấy, mùa thu thì cũng ngoài được kim, đúng không ạ? Thì là gì? Lúc này kim mùa thu thì kim đang vượng, đúng không ạ? Kim đang vượng mà lại sinh vào tháng đúng tháng 7, tháng 8 tháng kim thì nó sẽ được gì? Được vượng nhé, là tốt nhé. À, tốt là những người kim này, đây là cái này tốt này. Đó. Tiếp theo, những người mệnh kim mà sinh vào tháng 10, 11 tức là sinh vào mùa gì? Mùa đông đấy, mùa đông là cũng hay thuộc thủy, đúng không ạ? Thì lúc này mùa đông là thủy đang vượng, đúng không ạ? Thủy đang vượng mà kim sinh ra thủy thì kim sẽ bị nhược, đúng không ạ? Bị nhược, bị gì? Bị hư, bị tù, bị hư, đúng không? Bị hư tức là bị hao hụt đấy. Bị hao hụt, bị sinh xuất đấy, thất tài đấy. Đấy. Thì vị trí là gì? Nó không tốt, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta xét vào cái đến những người mà sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Những người mệnh kim mà sinh vào tháng 3, 6, 9, 12 thì là gì? Thì lâm vào đất thổ, đúng không ạ? Mà đất thổ thì thổ vượng mà thổ mà vượng ấy thì gặp kim thì kim thổ sinh kim thì sẽ được gì? Thì sẽ lâm vào đất tướng, tức là tướng là gì? Là được sinh, được thằng vượng nó sinh cho thì là cũng là gì? Là tốt, đúng không ạ? Như vậy những người mệnh kim mà được mùa sinh ấy thì sẽ sinh vào tháng 7, tháng 8 thì là được gì? Được vượng, đúng không ạ? Và sinh vào tháng 3, 6, 9, 12 tức là 4 tháng tứ mộ ấy, thì sẽ được gì? Tướng là gì? Là tốt. Là tốt nhất nhá. Đó. Đó là những người mệnh kim. Tiếp theo chúng ta xét những người mệnh thủy. Đó. Những người mệnh thủy thì gì? Những người mệnh thủy
Nếu mà sinh vào tháng 1, tháng 2 ấy, tháng 1, tháng 2 là tiết khí mùa xuân đúng không? Mùa xuân thì mộc nó vượng. Mộc nó vượng mà lại thủy, thủy lại sinh cho mộc đúng không? Tức là mình sinh cho thằng vượng thì nó là gì? Nó bị rơi vào trạng thái là hưu. Hưu đúng không ạ? Hưu tức là gì? Tức là trạng thái nghỉ hưu, trạng thái nghỉ ngơi ấy. Tức là gì? Thằng thủy này sẽ lui về hậu sông cung, lui về phía sau để cho thằng xuân mộc nó phát triển đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Thủy mà gặp hỏa đúng không ạ? Thủy gặp hỏa, tức là những người mệnh thủy mà sinh vào tháng 4, tháng 5 ấy thì là mùa hạ cũng quay thuộc hỏa đúng không ạ? Thủy mà gặp hỏa lúc này hỏa vượng đúng không ạ? Hỏa vượng thì hỏa vượng mà lại thủy lại khắc hỏa thì nó sẽ bị lâm vào đất gì? Sẽ bị bao bọc, sẽ bị tù đầy, sẽ bị vây hãm. Đó, thì nó là xấu đúng không ạ? Tiếp theo những người mệnh thủy mà sinh vào tháng 7, tháng 8 tức là sinh vào mùa thu ấy là tháng 7, tháng 8 cũng quay thuộc kim đúng không ạ? Thủy vào sinh vào tháng 7, tháng 8 thì được gì? Được kim sinh cho. Lúc này kim đang vượng, kim sinh thủy thì thủy dâm lên rơi vào đất tướng, tức là gì? Tức là tốt. Đó. Tiếp theo là gì? À, những người mệnh thủy mà sinh vào mùa đông là tháng 10, tháng 11, đúng tháng 10, tháng 11 thì sao? Thì nó là rơi vào đất vượng đúng không ạ? Mùa đông là vượng thủy mà, thủy lại gặp thủy thì là gì? Nó là đất vượng là tốt nhá. Tiếp theo, thủy, những người mệnh thủy mà sinh vào tháng tứ mộ 3, 6, 9, 12 tức là cũng ai được thổ đúng không ạ? Lúc này gì? Tháng 3, 6, 9, 12 thì là thổ vượng đúng không ạ? Thổ vượng mà thủy thì thủy bị khắc đúng không ạ? Thủy bị thổ khắc, tức là lâm vào đất tử là xấu. Đó. Như vậy là với những người mệnh thủy thì tốt nhất là sinh vào tháng gì? 7, 8 và tháng 10, 11 thì sẽ là tốt nhất. Tiếp theo chúng ta xét người mệnh mộc. À, những người mệnh mộc mà sinh vào tháng 1, tháng 2 ấy, tức là sinh vào mùa xuân, mùa xuân cũng ngoài thuộc mộc thì mộc vượng. Do đó là gì? Những người mệnh mộc sinh vào tháng 1, tháng 2 thì sẽ là tốt. Sẽ là tốt nhá. Tốt nhất, đúng không? Tiếp theo là gì? Những người mệnh mộc mà sinh vào tháng hỏa đúng không ạ? Tháng hỏa, tức là tháng 4, tháng 5. Tháng 4, tháng 5 âm lịch ấy thì lúc này là gì? Hỏa đang vượng. Hỏa đang vượng mà mộc sinh hỏa thì nó sẽ bị gì? Bị hưu tù, bị gì? Bị sinh xuất, bị thất thoát đúng không ạ? Thì là gì? Thì là không tốt, đúng không ạ? Nó đứng thứ 3 là được gì? Bị và rơi vào đất hưu đúng không ạ? Tiếp theo những người mệnh mộc mà sinh vào tháng 7, tháng 8 đó. Tháng 7, tháng 8 kim nào nó vượng đúng không? Nó kim vượng. Mà mộc thì kim lại khắc mộc, vậy như là anh chị mà sinh vào những người mệnh mộc ấy mà sinh vào tháng 7, tháng 8 là bị gì? Bị lâm vào đất tử, tức là xấu đó. Tiếp theo, những người mệnh mộc mà sinh vào tháng mùa đông tức là tháng 10, 11 ấy thì mùa đông là thủy vượng đúng không ạ? Mùa đông là thủy nó vượng. Mộc lại và sinh vào đất này nữa thì được thủy nó sinh cho thì nó là ở trạng thái tướng, tức là gì? Tức là tốt. Tốt nhá. Vượng tướng thì là tốt đúng không ạ? Hưu tù tử thì là xấu. Tiếp theo, một cái nữa là những người mệnh mộc mà sinh vào tháng 3, 6, 9, 12 đúng không ạ? Mộc khắc thổ nhưng mà tháng tứ mộ 3, 6, 9, 12 ấy thì nó cũng hay được thổ. Mà tháng 3, 6, 9, 12 thì gì? Thổ nó vượng. Thổ nó vượng mà mộc đi khắc thì mộc sẽ bị gì? Bị hưu tù đúng không ạ? Bị hưu tù, tức là xấu đúng không ạ? Như vậy là với những người mệnh mộc thì sinh vào tháng 1, tháng 2 và tháng 10, tháng 11 sẽ là tốt nhất, là được mùa sinh nhé. Tiếp theo, thứ tư tôi xét đó là những người mệnh hỏa. Những người mệnh hỏa sinh vào cái tháng 1, tháng 2 tức là sinh vào mùa xuân. Mùa xuân thì mộc đối vượng đúng không ạ? Mà hỏa thì được mộc sinh cho. Vậy nên là gì? Những người mệnh hỏa mà sinh vào tháng 1, tháng 2 thì là được mùa sinh là tốt nhé. Đó. Tiếp theo, những người mệnh hỏa mà sinh vào tháng 4, tháng 5 tức là vào mùa hạ, mùa hè đấy. Mùa hè thì nó vượng hỏa đúng không ạ? Tháng 4, tháng 5 thì hỏa nó vượng. Hỏa nó vượng, vậy nên là gì? Những người mà mệnh hỏa mà sinh vào tháng 4, tháng 5 ấy thì cũng được mùa sinh nhé, cũng là tốt. Tiếp theo, những người mệnh hỏa mà sinh vào tháng 7, tháng 8 tức là mùa thu ấy, mùa thu là mệnh kim, ngũ hành thuộc kim đúng không ạ? Ngũ hành thuộc kim ấy, thì mùa thu là kim nó vượng mà hỏa lại đi khắc kim thì hỏa sẽ bị lâm vào cái tình trạng là gì? Là hưu tù, vậy là bị tù túng, là bị vây hãm, nó không tốt đúng không ạ? Tiếp theo, những người mệnh hỏa mà sinh vào mùa đông thì thủy nó vượng đúng không ạ? Thủy lại khắc hỏa, vậy nên nó sẽ lâm vào đất tử, tức là xấu đó. Tiếp đến, chúng ta xét đến tháng 3, 6, 9, 12. Những người mệnh hỏa mà sinh vào tháng 3, 6, 9, 12 tức là rơi vào tháng tứ mộ ấy thì nó có ngũ hành thuộc thổ đúng không ạ? Lúc này thì là thổ nó vượng, tức là tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 thì thổ nó vượng. Mà hỏa lại sinh cho thổ thì sao? Thì hỏa bị sinh xuất đúng không ạ? Bị hao hụt. Tức là gì? Nó sẽ rơi vào đất hưu, hưu tù, tù túng đúng không ạ? Đó. Như vậy là gì? Với những người mệnh hỏa thì tốt nhất sinh vào tháng
tháng 4, tháng 5 và tháng 1, tháng 2. Đó là những người mệnh hỏa. Tiếp theo, những người mệnh thổ. Những người mệnh thổ ấy, nếu mà sinh vào tháng 1, tháng 2 ấy, tháng 1, tháng 2 là mùa xuân, đấy, có ngũ hành thuộc mộc. Lúc này thì mộc đang vượng, mà lại mộc lại khắc thổ. Như vậy là gì? Nếu mà những người mệnh thổ mà sinh vào tháng 1, tháng 2 ấy, thì sẽ lâm vào đất tử đúng không ạ? Mộc khắc thổ là năm là đất tử bị khắc. Đó. Tiếp theo ta xét những người mệnh thổ mà sinh vào tháng 4, tháng 5. Tháng 4, tháng 5 là hỏa nó vượng đúng không ạ? Lại sinh đúng vào cái được mùa sinh, tức là gì? Được hỏa nó sinh cho thì nó sẽ là gì? Lâm vào đất tướng. Tại vì hỏa vượng mà, thì thằng hỏa sinh cho, được hỏa sinh cho thì nó sẽ lâm vào đất tướng đúng không ạ? Tức là gì? Tức là tốt. Đó. Tiếp theo những người mệnh thổ mà lại sinh vào tháng 7, tháng 8, tức là sinh vào mùa thu. Mùa thu là có ngũ hành thuộc kim đúng không ạ? Lúc này mùa thu thì vượng, kim nó vượng mà thổ sinh cho kim đúng không ạ? Thì đây ông thổ sẽ ở đất gì? Đất hưu tù, đất hưu đúng không ạ? Đất hưu tức là gì? Đã lui về phía bên sau đúng không ạ? Tức là bị hao hụt, bị thất thoát đấy. Đó. Tiếp đến chúng ta xét đến mùa đông, tức là những người mệnh thổ mà sinh vào tháng 10, tháng 11, sinh mùa đông ấy. Mùa đông thì thủy nó vượng đúng không ạ? Mà thổ lại khắc thủy đúng không ạ? Thì là nó sẽ rơi vào đất tù túng, bị tù đầy. Như vậy là gì? Nó sẽ rơi vào đất tù. Tù tức là không tốt. Tiếp theo là những người mệnh thổ mà sinh vào trong cái 3-4 tháng tứ mộ, là tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 ấy, thì trong 4 tháng tứ mộ thì thổ nó vượng đúng không ạ? Thổ nó vượng nhá. Thổ gặp thổ thì được gì? Được vượng nhá. Được vượng đúng không ạ? Nó sinh cho mình được vượng. Như vậy là tỷ hòa với mình, tức là gì? Lâm vào đúng đất của mình thì là nó vượng, nó là tốt. Như vậy là gì? Những người mệnh thổ thì sẽ có tháng sinh tốt nhất, đó là tháng 4, tháng 5 và tháng 3, 6, 9, 12. Đó. Bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại những tháng sinh tốt với từng mệnh nhé. Những người mệnh đầu tiên là chúng ta xét là với những người mệnh kim. Những người mệnh kim tháng sinh tốt nhất đó là tháng 7, tháng 8 và tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Đúng không? Những người mệnh thủy thì tháng sinh tốt nhất là tháng 7, tháng 8 và tháng 10, tháng 11. Những người mệnh mộc thì tháng sinh tốt nhất sẽ là tháng 1, tháng 2 và tháng 10, tháng 11. Còn những người mệnh hỏa tháng sinh tốt nhất sẽ là tháng 1, tháng 2 và tháng 3, tháng 4. Đó. Những người mệnh thổ tháng sinh tốt nhất là tháng 4, tháng 5 và tháng 3, 6, 9, 12, tức là 4 tháng tứ mộ. Đấy. Thì quý vị có thể là dựa vào cái bảng này và xem xét, nếu mà chúng ta đã sinh ra rồi thì chúng ta xem xét cái bảng này để xem là chúng ta có hợp mùa sinh hay không. Đấy. Còn nếu quý vị và các bạn mà chưa sinh ấy, mà đang có ý định sinh con thì cũng dựa vào bảng này để chọn ra những cái mùa sinh nó hợp, nó tốt cho cái đứa con của mình. Đó. Như vậy là vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái tháng sinh đó, tháng sinh hợp với lại từng mệnh của gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.